Thưa quý vị, mỗi năm, thị trường sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng có thêm rất nhiều các dòng sản phẩm mới, có chất lượng và giá trị thương hiệu cao. Tuy nhiên, để tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm hay OCOP, đòi hỏi các chủ thể và sản phẩm của mình phải đi đúng định hướng phát triển của thành phố. Để làm được điều này, cần sự hướng dẫn, tạo điều kiện ngay từ ban đầu. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Mỗi năm, thành phố thường có hai đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, trong đó có rất nhiều các sản phẩm mới được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, tạo điều kiện để tham gia chương trình. Thực tế, trước khi tham gia OCOP, các chủ thể này đều rất loay hoay để xây dựng uy tín, thương hiệu và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm mình. Vì vậy, khi đã được thông qua đánh giá phân hạng của thành phố, họ đều tin tưởng sản phẩm của mình đã đi đúng định hướng. Thì cái mong muốn của những doanh nghiệp, đặc biệt là có sản phẩm được công nhận OCOP trong đợt này, rất là cần là cái sự lan tỏa để mà người tiêu dùng họ tin tưởng và lan tỏa đến tất cả những cái siêu thị cũng như các cửa hàng, người ta họ tin dùng cái sản phẩm của mình mà để tiếp cận thị trường nó dễ hơn. Không chỉ hỗ trợ hướng dẫn các chủ thể tham gia chương trình OCOP, thành phố còn tạo điều kiện để các sản phẩm mới tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ quảng bá trong và ngoài thành phố. Cùng với đó, trong chương trình mới đây, ngành công thương tiếp tục giới thiệu, kết nối để đưa các sản phẩm này vào trưng bày tại các chợ trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, toàn thành phố có 11 điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP. Được cái trình trang thì chợ hàng đã có một quay hàng Việt nằm đường Trần Phụ rồi. Quay này mới khai trương lại vào ngày 2 tháng 4. Và cũng được sự quan tâm của sở thì giới thiệu rất nhiều công ty của thành phố Đà Nẵng cũng như miền Trung mà chuyên sản xuất dịch mặt hàng OCOP tới đặt hàng kỹ gửi ở đây. Điểm đáng mừng là khi các chủ thể xác định được mục tiêu, định hướng khi tham gia chương trình OCOP, sự cạnh tranh sẽ được nâng lên. Qua đó, chất lượng, mẫu mã sản phẩm cũng sẽ từng bước được cải thiện. Bản thân các chủ thể cũng xác định được mình cần hỗ trợ những gì, tạo điều kiện ở đâu. Cũng mong các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ về cơ sở vật chất, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm và hỗ trợ về cái thị trường, mở rộng thị trường ra các tỉnh thành của cả nước chứ không riêng gì đến Đà Nẵng. Sản phẩm OCOP không chỉ dừng lại là một sản phẩm thuần túy phục vụ thị trường mà còn bao hàm cả tiềm năng, thế mạnh và nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Vì vậy, nhằm giúp các chủ thể đi đúng hướng và tạo ra các sản phẩm đạt đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình OCOP là một trong những giải pháp quan trọng được các cấp các ngành thành phố quan tâm, hỗ trợ, qua đó tạo nên nhiều sản phẩm mới với chất lượng cao, nâng tầm thương hiệu Đà Nẵng.